Tử vi tuổi Ất Sửu 1985, tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, bàn về cuộc đời của gia chủ tuổi Ất Sửu thì có rất nhiều trầm lặng và chỉ sôi động trong một khoảng thời gian. Suốt cuộc đời họ rất ít khi có được những giây phút nghỉ ngơi về tinh thần. Hoàn cảnh làm cho cuộc đời của tuổi Ất Sửu có nhiều khổ tâm. Họ phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều để có được cuộc sống đầy đủ. Vậy trong tháng 12 âm lịch này, gia chủ tuổi Ất Sửu có gặp may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt hay là sẽ gặp đen đủi, xui xẻo, đủ đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết, cụ thể. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiện trên màn hình. Quan tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12, từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Ất Sửu trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 12, tức ngày 23 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 12, tức ngày 4 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình, sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Ất Sửu trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 12, tức ngày 16 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 12, tức ngày 28 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 12, tức ngày mùng 9 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Ất Sửu 1985 trong tháng 12 âm lịch. Ất Sửu thường mỗi người cẩn trọng, làm việc gì cũng chu đáo, ít bị sai lầm. Đó là đặc tính của can Ất. Mỗi người trung hậu, thủ tín, cẩn thận trước mọi vấn đề nên thường chậm chạp, bảo thủ nhưng giản dị trong cuộc sống và có tinh thần cách mạng cao độ. Ưu điểm của các tuổi Sửu là tính kiên trì, tinh thần trách nhiệm cao, cân nhắc tỉ mỉ trước khi hành động. Khuyết điểm là rất cố chấp, bướng bỉnh, luôn luôn theo ý kiến của mình dù được nhiều người có kinh nghiệm nhắc nhở. Tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Ất Sửu, mọi thứ đều giữ ở mức ổn định nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của bản mệnh. Bạn sẽ tìm được lối đi riêng cho mình, dù mới bắt đầu có chút chông gai nhưng mọi chuyện sẽ dần dần ổn. Tài vận cũng nhờ đó mà đi lên. Kỷ âm thổ gặp Sửu âm thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình.
Trong tháng này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Ất Sửu cần chú ý ngày âm lịch 11 tháng 12, tức ngày 23 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi. Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ tuổi Ất Sửu nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Về sự nghiệp, tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Ất Sửu cho thấy sự nghiệp vẫn chưa có được sự khởi sắc hay đi lên. Trong tháng có thể bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Nếu bạn càng cố làm những công to, việc lớn, càng dễ hỏng việc, do đó nên tập trung vào việc nhỏ mà chất lượng, còn hơn là tham lam, ôm đồm nhiều nhiệm vụ. Ngoài ra trong tháng, việc đam mê học hỏi không ngừng khiến chính người tuổi Ất Sửu cũng cảm thấy ngạc nhiên đối với niềm đam mê mới trong mình. Thế nhưng thời điểm này của gia chủ, tuổi Ất Sửu không thể phù hợp tiến hành thêm điều gì đó quá mới mẻ. Bản mệnh nên bắt đầu từ những mục tiêu đơn giản, tập trung vào ít vấn đề và sẽ hiệu quả và tốt hơn. Với những gia chủ tuổi Ất Sửu muốn chuyển việc trong thời điểm này, cần chú ý, nơi làm việc mới sẽ không lý tưởng như bạn mong muốn. Hãy cứ ổn định tại vị trí cũ, sang năm 2021 hãy tính đến chuyện nghỉ việc. Để kế hoạch sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Ất Sửu nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về tài lộc, trong tháng 12 âm lịch, cuộc sống của người Ất Sửu thời điểm đầu tháng rất rộn ràng với nhiều lời mời, kế hoạch giải trí. Điều này sẽ kéo bạn xa khỏi guồng quay của công việc. Thế nhưng, đừng vì thế mà sao nhãng với những cơ hội tiền bạc đang tới. Từ vị tháng 12 con giáp cho thấy, đường tài lộc của tuổi Ất Sửu trong tháng có thể một sự kiện màu nhiệm sẽ được đẩy bản mệnh tới bước ngoặt đáng kể về tiền bạc. Tuy nhiên, nói là gặp may nhưng xếp lại thì đó lại là công sức, nỗ lực đã phải bỏ ra trong thời gian qua, chính là thời điểm bạn sẽ được đền đáp. Ngoài ra, bạn nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể biến cố gì sẽ đến với mình. Để may mắn thành công, các anh chị tuổi Ất Sửu hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật, cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. 5. Tình cảm và gia đạo. Theo tử vi 2020, phương diện tình cảm của tuổi Ất Sửu trong tháng 12 âm lịch có nhiều biến động. Bạn cần tránh thái độ ghen tuông quá mức khiến đối phương thấy mệt, dẫn tới mâu thuẫn không đáng có. Với những người tuổi Ất Sửu đã kết hôn, cuộc sống gia đình thường xuyên là lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã. Đặc biệt, các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe sẽ dẫn đến tình trạng đồng sáng dị mộng. Vậy nên hai vợ chồng cần phải bao dung và lắng nghe đối phương hơn, từ đó tránh được ảnh riêng, tiêu cực từ cái sao xấu. Hơn nữa, bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và công sức cho công việc, dù bạn có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng bất lực. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Ất Sửu sẽ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Tử vi tuổi Ất Sửu trong tháng 12 âm lịch còn cho biết có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình. Bạn thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này, bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, bạn nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình với người bạn đời để giải quyết các mâu thuẫn và những hiểu lầm. Là bậc làm cha làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Vậy nên để kích hoạt đào hoa, người tuổi Ất Sửu hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, hóa giải thị phi, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Sức khỏe của tuổi Ất Sửu.
Tử vi tháng này cho rằng tháng 12 âm lịch có thể một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Ất Sửu không cẩn thận. Đây là điểm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm quá sức, nếu không sẽ khiến khả năng tập trung của mọi người sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng, nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lại. Chính vì vậy, để có tinh thần ổn định hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Ngoài ra, để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Ất Sửu cần mang bên mình vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình tuổi Ất Sửu trong tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ công việc ngày hôm nay được suôn sẻ, thuận lợi. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.